Anh Lò Văn Cươi là thú y viên xã Triềng Trung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đang đi thụ tinh cho lợn bản trong xã. Sau khi được tham gia hai khóa tập huấn về thụ tinh nhân tạo trên lợn và bò của dự án Ly Chăn. Anh Cươi là một trong 20 cán bộ thú y và 150 nông dân tại huyện Mai Sơn tham gia các hoạt động thuộc hợp phần giống di chuyển của dự án Ly Chăn nhằm nâng cao năng lực và cải thiện hệ thống thụ tinh nhân tạo, giúp nông dân trên địa bàn huyện tiếp cận và cải thiện con giống tốt hơn. Ly Chăn means good, beautiful in Thai dialect. It is a project under the CGIAR research program on livestock, aiming to provide research-based solutions supporting the transition of smallholder farms toward more sustainable, productive, equitable and resilient livelihoods. Từ cuối năm 2020, dự án đã tiến hành 4 khóa tập huấn nâng cao năng lực về chọn giống và công tác giống lợn và bò cho nông dân, cán bộ thú y xã, bản thuộc hai xã Triềng Trung, Triềng Lương của huyện Mai Sơn. 4 khóa tập huấn bao gồm 1. Hướng dẫn các kỹ thuật chọn giống, công tác giống và tìm hiểu về thụ tinh nhân tạo trên lợn và bò. 2. Huấn luyện lợn đực bản giống để khai thác tinh, đánh giá và sử dụng tinh cho thụ tinh nhân tạo. 3. Thụ tinh nhân tạo trên lợn bản cho nông dân và cán bộ thú y. 4. Thụ tinh nhân tạo bò cho cán bộ thú y xã và thôn bản. Không dừng lại ở hoạt động tập huấn, dự án Ly Chăn đã hỗ trợ cho các nông dân và cán bộ thú y sau tập huấn. Ví dụ với hoạt động thụ tinh nhân tạo trên lợn bản và bò, cán bộ dự án hướng dẫn thực hành ngay tại chuồng cho nông dân và cán bộ thú y hỗ trợ trong suốt quá trình dự án. Dự án cũng đã tổ chức hai hội thảo sau tập huấn, giải đáp các vấn đề quan tâm, giới thiệu một số nhà cung cấp dịch vụ về vật liệu, tinh lợn, bò cho các cán bộ thú y và nông dân. Nhờ vậy, nông dân có thể chủ động thực hành thụ tinh nhân tạo trên lợn và cán bộ thú y có thể tự tin làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo trên bò. Ngoài ra, thông qua hội thảo, các cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp huyện đã chia sẻ và hướng dẫn các thú y viên của xã, cán bộ xã về thủ tục, đề xuất hỗ trợ tiếp theo về thiết bị phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm. Mình làm trong nhà mình trước, thấy lợn nhà mình thụ tinh nhân tạo, nó rất là đẹp và con của nó rất đều nhau. Xong lại bà con đến thấy lợn mình đẹp thì bà con cũng rất là thích, cho nên cũng bảo đi phối tinh nhân tạo cho các hộ lân cận ấy, cũng được 6-7 đứa, mỗi đứa đẻ được 10-12 con. Trước kia chưa phối thụ tinh nhân tạo ấy, chỉ đẻ 7-8 con. Em được học lớp tập huấn của bên dự án Ly Chăn. Em được học bên thụ tinh nhân tạo, chọn giống. Và nhà em có một con lợn đực đi nhảy trực tiếp. Nếu được thì em lấy tiền, mỗi con là 200. Nếu không thì thôi không lấy gì. Không có nguồn lợi vậy, mình vận chuyển đi lại thì khai thác tinh thì dễ dàng hơn. Nếu mà mình lấy cho lợn trực tiếp thì nó có nguồn lợi vậy nhiều hơn. Cô vận chuyển nó cũng khó. Người dân xưa nay họ mới chỉ thực hiện là thụ tinh nhân tạo lợn là cho lợn lai và lợn ngoại, chứ còn lợn bản thì người dân chưa thực hiện bao giờ. Có một số ít nông hộ là người ta tự học nhau để người ta làm thụ tinh, tức là nó chưa được chuyên nghiệp và chưa được đạt được hiệu quả cao. Chúng tôi đã thực hiện thành công là huấn luyện được 3 con đực giống, và các hộ mà nuôi được giống đấy đã trực tiếp khai thác được tinh lợn của 3 cái con đực giống đó. Và ngoài ra có một số những người thú y bản cũng đã thực hiện được thành công. Địa bàn thì rất là xa, rộng và đi lại khó khăn, cho nên là cái việc thực hiện đấy chỉ mới thực hiện ở dọc cái vùng 6, tức là cái nơi mà dễ tiếp cận. Cho nên là người dân còn tại trong các thôn bản của mình, có rất nhiều người chưa có bao giờ nghĩ là con bò lại thụ tinh nhân tạo được, mặc dù họ rất muốn là cải tạo cái bò địa phương để cho làm sao cho con giống nó to lên. Thế thì đến khi mà sau cái tập huấn và cái hỗ trợ sau tập huấn và thành công khi có những cái con bê sinh ra lai với cả Brahman, rồi là những cái con bò thịt giống to, thì đã ra những cái con bê tốt và người dân lại càng tin tưởng.
Dự án cũng hướng dẫn người dân cách bố trí thụ tinh đồng loạt cho đàn vật nuôi. Điều này giúp nhiều hộ thụ tinh cho lợn bản cùng lúc, giúp tăng đầu ra, tạo điều kiện cho việc mời gọi thương lái thu mua đàn vật nuôi tại những nơi có địa hình đi lại khó khăn, giúp nông dân có cơ hội tiêu thụ sản phẩm và có khả năng cạnh tranh thị trường tốt hơn. Ban đầu bà con rất khó khăn về trong cái việc xử lý các cái giống, thậm chí là thiếu. Các loại giống địa phương thì nó phối trực tiếp ấy, chăn thả. Bằng chăn thả thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lây lan dịch bệnh. Đấy, rồi lại là không đảm bảo như là thụ tinh nhân tạo. Thì đây là dự án đã giải quyết được cái vấn đề đó.